Rồi mức độ nhận biết câu 114 cho triolein. Triolein chúng ta phải biết công thức là C17 này, H33 COO này, 3 lần C3H5. Bây giờ cho tác dụng với brom. Brom thì các bạn phải 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 biết thế này, là trong cái gốc C7H33, gốc C7H33 này này là nó có một nối đôi, mà một nối đôi á thì cộng được với một brom. Nhưng mà vì chúng ta là đóng mở ngoặc 3 lần, đóng mở ngoặc 3 lần, do đó nó có 3 nối đôi ha, có 3 nối đôi thì cộng được với 3Br2 này. Đấy, chúng ta không cần viết sản phẩm cũng được, ta biết là tỷ lệ là một triolein thì tác dụng với 3 brom là được rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ thay vào đây cái số mol brom là bài cho 0,6. Rồi thì bạn suy ngược lại số mol của chất béo này là 0,6 nhân 1 này chia 3 là 0,2 mol. Đấy, thế thôi. Rồi như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A. Đáp án A nha. Rồi. Câu 115. Thì câu này là tỷ khối của một ester so với hydro là 37. Có nghĩa là M lớn của ester ít đó, tỷ khối là phép chia, tỷ khối so với hydro là chia 2 bằng 37 này. Thì các bạn sẽ bấm được cái M lớn của ít bằng 37 nhân cho 2 là 74. Đấy, thì ở dưới công thức của mình là công thức nào là 74 thì chúng ta cộng lại. Thì đó chính là câu D. Đấy, C3H6O2. Thế nha, rồi. Câu 116. Cho một ester tác dụng với NaOH thu được muối là bao nhiêu? Thì các bạn viết cái phương trình của cái muối ra. Cái phương trình tạo muối là CH3 này, COOC2H5. Rồi cho cộng với 3 giờ là NaOH. Đó, thì các bạn cắt liên kết sát O này, cắt liên kết này đi. Đó, thì natri sẽ gắn vào O, tạo muối là CH3CONa này. Rồi, và cái ancol sẽ là C2H5OH. Rồi, CH5OH ha. Đề bài cho 8,8 gram. Đề bài cho 8,8 gram này. Thì các bạn bấm ra số mol của nó nha. Là 0,1. M lớn của ông này là 88 này. M lớn bằng 88. Đề bài cho 8,8 gram đó, thì bạn bấm ra 0,1 mol. Thì sẽ suy ra muối là 0,1 mol này. Rồi. Vậy thì khối lượng muối sẽ bằng đấy, 0,1 bạn nhân cho 82 là 8,2 gram ha. Rồi. Rồi như vậy là câu này chúng ta chọn đáp án C. Chọn C. Rồi câu 117. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este này thì cần bao nhiêu, thu được bao nhiêu CO2. Rồi. Đề bài là cho este của chúng ta rồi. Ta là CH3 COO này C2H5. Rồi, các bạn đốt trong oxy thì đốt là thu được CO2 này. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta đếm phía trước là nó có 4 carbon, chúng ta cân bằng 4 lần CO2. Thu được nước này. Nên đếm phía trước là có 8H, 8H như vậy là sẽ có 4 nước ha, là 4 nước. Thay vào đây số mol đề bài cho 0,15. 0,15 mol. Thì CO2 thì là 0,6 mol. Vậy là thể tích CO2 sẽ bằng 0,6 bạn nhân cho 22,4. Và bấm máy là được 13,44 lít. Như vậy câu này chúng ta chọn C nha. Rồi. Câu 118.
Cho tristerin, một chất béo tác dụng nào hạt dư thì thu được mg glycerol và giá trị của glycerol là bao nhiêu? Thì đây thì chúng ta có thể viết phương trình hoặc chúng ta có thể nhớ cũng được, đó là số mol glycerol thì luôn bằng số mol của chất béo. Đây là tristerin này. Một chất béo thì luôn cộng với được với 3 NaOH. Nó thu được muối là C17H35. CONa phải cân bằng 3 lần phía trước, cộng glycerol là C3H5 OH 3 lần đấy. Thì bạn ghi nhớ là cái số mol glycerol thì luôn bằng số mol của chất béo. Chất béo là 0,15. Vậy thì số mol glycerol tạo thành cũng 0,15 mol này. Rồi, ở đây yêu cầu là tính khối lượng glycerol phải không? Như là khối lượng của C3H5OH 3 lần. Khối lượng thì bằng số mol nhân cho m lớn. M lớn glycerol là 92. Bạn bấm máy. Rồi 13, 13,8 gram. Bạn chọn A nhá. Câu 119. Cho glucose tác dụng với bạc nitrat thì thu được m gam bạc, giá trị của bạc là bao nhiêu? Thì ở câu này chúng ta cần ghi nhớ là glucose là C6H12O6 khi mà tác dụng với bạc nitrat. Trong NH3 thì nó chỉ sinh ra hai bạc thôi. Đó, chúng ta nhớ đơn giản như vậy được rồi. Hai bạc kết tủa. Thì số mol glycerol thì xin lỗi, m lớn của glucose là 180 này. Để bài cho 0,9 gram đúng không? Các bạn lấy 0,9 chia cho 180. 0,9 gram chia 180. Anh sẽ có 0,005 mol. Rồi, như vậy số mol bạc được tạo ra nhân 2 lần là 0,01. Rồi các bạn sẽ tính được khối lượng của bạc. Bạc là 108, khối lượng bằng số mol nhân m lớn bạc 108. 1,08 gram. Rồi như vậy các bạn sẽ trả đáp án C nhé. Ok. Câu 120 tương tự. Câu 120 tương tự câu 119. Vì sao nói như vậy? Tại vì là fructose thì cũng tráng gương với bạc nitrat tương tự như là glu. Nên bạn sẽ ghi phương trình là fructose là C6H12O6 này. Và khi nó tráng gương thì tạo ra hai bạc. Hai bạc. Thì số mol fructose chưa có nhưng mà để bài cho số mol bạc. Bạc là 4,32 gram thì bạn tính ra số mol bạc này. Thì bằng 4,32 bạn chia cho m lớn của bạc là 108. Khối lượng chia m lớn thì bạn sẽ có 0,04 mol. Rồi, thay cái 0,04 mol đó vào cái phương trình này. Bây giờ suy được là số mol của glucose là 0,02. 0,02. Vậy là khối lượng của fructose C6H12O6 bằng 0,02 là số mol này nhân m lớn 180. Bạn có 3,6 gram. Nên câu 120 này chọn đáp án B. À. Câu cuối cùng, phần nhận biết. Câu 121. Đốt cháy hoàn toàn mg glucose để cho toàn bộ CO2 tác dụng với nước vô trong dư từ 6 g kết tủa thì khối lượng m là bao nhiêu? Rồi, thì ở đây thì các bạn đầu tiên là ghi cái phương trình đốt cháy glucose này C6H12O6 đốt cháy hơn. Chúng ta sẽ cân bằng là 6 CO2 và 6 nước. Cho cái lượng CO2 tạo thành đó tác dụng với nước vôi trong dư CaOH 2 lần dư này thì bạn sẽ có kết tủa là CaCO3 cộng nước. Rồi, để bài cho 6 gram kết tủa, như vậy là số mol của cái kết tủa này CaCO3 này sẽ bằng khối lượng là 6 gram này chia cho m lớn. M lớn của CaCO3 là 100. Canxi là 40 đấy. Thì chúng ta sẽ có 0,06 mol kết tủa. Rồi, thay vào cái phương trình
chúng ta có 0,06 mol kết tủa này. Vậy là giữa mol CO2 là 0,06. Rồi các bạn mang cái 0,06 đó, mang cái 0,06 này đó, lên phía trên, lên trên này cũng là 0,06 mol CO2 này, đó mang lên đây. Được chưa? Sau đó sẽ thế ngược qua. Mình sẽ suy ngược qua đây thì số mol glucose sẽ là 0,01. Rồi, vậy là khối lượng glucose bằng số mol là 0,01 nhân cho m lớn 180. Đó, các bạn sẽ có 1,8 gram. Rồi nhé, như vậy chúng ta đã xong cái phần mức độ ở thông hiểu câu 122. Đun chất béo cần vừa đủ NaOH thì khối lượng glycerol thu được là bao nhiêu? Thấy không? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tính cái số mol. Chúng ta sẽ tính cái số mol của NaOH trước nha. Số mol của NaOH này bằng, thì đây đề bài cho 40 kg, là 40 kg của dung dịch. Thì đó các bạn lấy khối lượng của dung dịch nè, nhân nồng độ phần trăm này, nhân C phần trăm, chia 100% thì được khối lượng của chất tan. Sau đó bạn chia tiếp cho 40 nữa. Chia tiếp cho 40 là khối lượng chia cho m lớn á, thì bằng số số mol của NaOH. Đây là 0,15. Rồi. Thì các bạn có thể ghi nhớ một cái công thức là cái số mol của NaOH đó. Trong bài toán chất béo thì số mol của NaOH thì luôn gấp 3 lần số mol glycerol. Đó, luôn gấp 3 lần số mol của glycerol nha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ suy được cái số mol của glycerol này, C3H5OH 3 lần. Đó, thì bạn sẽ bằng là số mol NaOH là 0,15 chia 3 là 0,05. Rồi, vậy là suy ra cái khối lượng glycerol mà chúng ta sẽ có này, khối lượng của C3H5OH 3 lần. Khối lượng thì bằng số mol nên cho m lớn thôi, nên cho m lớn 92. Đó, thì bạn sẽ 4,6. Ở đây là kg, tại vì là cái khối lượng ở trên này này, cái khối lượng này chúng ta tính bằng kg. Ở đó khối lượng dưới này chúng ta cũng tính là kg luôn. Nha, đó là câu 122. Rồi, ta qua câu 123. Thì ở câu 123 các bạn sẽ thấy là chúng ta tính được số mol của CO2. Bạn sẽ tính được số mol của CO2 bằng 10,08 các bạn chia cho 22,4 đúng không? Là 0,45. Rồi, số mol nước. Số mol nước thì các bạn bỏ vào các bạn cũng sẽ bấm được là 8,1 gram nước chia cho m lớn nước là 18 thì cũng có 0,45 mol luôn. Như vậy nên thấy là số mol của CO2 này bằng số mol nước. Đúng không? Như vậy là ST của chúng ta là no đơn chức hở, ST no đơn mạch hở. ST no đơn hở thì có công thức là CnH2NO2. Rồi các bạn đốt này thì bạn thu được NCO2 cân bằng đấy, và cân bằng N nước. Thế đây là khi người ta đốt là 0,15 mol este. Bạn nó đốt được 0,15 mol este này thì số mol CO2 thu được sẽ là 0,15 nhân N. Vậy ta có số mol CO2 bằng 0,15 nhân N bằng 0,45. Để cho CO2 có 0,45 thì đã bấm lên N bằng 3 nhé. Và thay vào công thức là CnH2O2 đó là sẽ có C3H6O2. Rồi cái câu này bạn trả đáp án D nhé. Một trăm hai mươi bốn. Một phản ứng tạo ra este đun axit acetic là CH3COOH này. Thì cái axit này đó có m lớn là 60 mà đề bài cho chúng ta là 24 gram axit acetic, vậy 24 chia 60 là 0,4
0,4 mol. Đúng không? 24 gram chia ra 60 0,4 mol. Rồi cho tác dụng với ancol etylic là C2H5OH thì M lớn của C2H5OH là 46 mà đề bài cho chúng ta là 23 gram. 23 chia cho 46 là 0,5. Rồi thì phản ứng này sẽ tạo ra cái ester là CH3 nè, COOC2H5 cộng với nước. Đó. Thì khi các bạn thấy là hai cái số mol là 0,4 và 0,5 thì bạn sẽ lấy cái số mol nhỏ nè. Đó. Để các bạn sẽ suy ra số mol của ester là 0,4 nha. Chúng ta chưa có đề cập đến hiệu suất gì chưa. Thì chúng ta sẽ tính khối lượng của ester như là khối lượng của CH3 nè, COOC2H5. Thì số mol theo phương trình là 0,4 và M lớn của ester này á là 88. Bạn nhân cho 88 này. Rồi tuy nhiên ở đây thì chú ý hiệu suất, đề bài cho hiệu suất không? Đề bài cho hiệu suất phản ứng này đạt là 60% thôi. 60% mà chúng ta đang tính chất tạo thành nha, thì các bạn sẽ nhân hiệu suất chia 100. Chất tạo thành là tiếp phía sau phản ứng đó. Rồi bạn sẽ có 21,12 gam. Rồi, nhưng ta sẽ đặt đáp án C. Câu 125. Tương tự câu 124 cũng là phản ứng giữa một cái axit và ancol. Đây chúng ta lấy axit acetic là CH3 này, COOH cộng với ancol là C2H5OH. Ethanol là ancol etylic luôn các bạn. Phương được ester là CH3 này, COOC2H5 cộng với nước. Rồi. Thì M lớn của axit này là 60. M lớn của axit này là 60 này. Mà đề bài cho 3 gram, vậy 3 chia 60 là 0,05. Rồi. Còn M lớn của ancol này là 46. Đề bài cho 3,45, bạn lấy 3,45. Bạn chia cho 46 thì số mol là 0,075. Rồi, các bạn nhìn thấy hai cái số mol như vậy thì bạn thấy 0,05 nó nhỏ hơn 0,075 này. Bạn sẽ suy ra số mol của ester là 0,05. 0,05 mol. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tính khối lượng của ester. Nhưng mà bạn tính khối lượng của CH3 nè, COOC2H5. Khối lượng thì bằng số mol. Ở đây là 0,05 nhân cho M lớn ester là 88. Tuy là có hiệu suất đúng không? Thì bạn phải nhân H. Nhân H chia cho 100. Đó, tính sản phẩm nhân hiệu suất chia 100. Và đề bài cho khối lượng ester là 3,3 gram. Đó, thì bạn ở đây thì bạn sẽ bấm ra H bằng. Nha, bấm ra H bằng. Bảy mươi lăm phần trăm. Chọn C nha. Rồi, câu 126. Thì đòi hỏi là chúng ta sẽ phải thuộc bài. Nghĩa là từ cellulose là C6H7O2 OH 3 lần. Đó, các bạn sẽ cộng với 3 axit nitric. Số tác là axit đặc đun nóng đó. Chúng ta sẽ thu được sản phẩm là 3 cái nhóm OH đó nó sẽ mất đi. Đó, và thay vào đây là 3 gốc nitrat. Rồi, cộng với 3 nước. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ phải bấm được cái M lớn của cellulose này là 162 nhé. Thì các bạn sẽ tính cái khối lượng của cellulose, tính được số mol 16,2 tấn ha. Các bạn chia cho 162. 16,2 tấn chia là 0,1. Vậy các bạn sẽ suy được cái khối lượng của cellulose nitrat số mol là 0,1 mol này.
Rồi xong. Ở đây là cái khối M lớn của thằng này là 297, các bạn phải bấm được M lớn nha, 297. Rồi. Như vậy thì sẽ suy được cái khối lượng của cellular chinitrat với là sử lượng của C6H7O2 NO3 3 lần đó bằng là 0,1 này nhân cho 297. Rồi chúng ta sẽ xem bài toán có trong cái hiệu suất không. Rồi, bài toán cho hiệu suất bài này đạt 90% thôi. Hiệu suất đạt 90%. Và ta đang tính sản phẩm phải không? Vậy là chúng ta nhân nhân 90 này chia cho 100. Đấy, bấm máy. Rồi, đáp số của chúng ta là 26,73. Và đơn vị thì chúng ta sẽ ghi là tấn. Vì là cái khối lượng ban đầu của thằng cellulose là chúng ta tính bằng tấn mà. Nên là cái khối lượng cuối cùng của cellulose chinitrat thì chúng ta dùng tính bằng tấn luôn. 26,73 tấn ha. Rồi, câu 127. Lên men ancol từ glucose thu được ethanol và CO2, dẫn khí thu được vào nước bôi trong thu được 40g kết tủa. Lượng glucose ban đầu là bao nhiêu? Thì câu này đơn giản đó các bạn, các bạn sẽ ghi cái phương trình lên men thôi. C6H12O6 này. Lên men. Bạn sẽ thu được 2 CO2 và 2 ancol. Đó, ethylic. Rồi. Đề bài nói là dẫn cái lượng CO2 này qua nước vô trong. CO2 này dẫn qua nước vô trong. Thì thu được kết tủa cộng với nước này. Cái lượng kết tủa đề bài cho là 40g kết tủa. Các bạn tính được cái số mol của CaCO3 thôi. Kết tủa bằng 40g đề bài cho này. Bạn chia cho M lớn của kết tủa này là 100 thì chúng ta sẽ có 0,4 mol. Rồi, thay 0,4 mol nó vào cái phương trình, chúng ta có 0,4 và thay vào đây này. Thay là suy được CO2 là 0,4. Rồi, cái lượng CO2 tính được đó các bạn thay lên cái phương trình trên nhé, là 0,4 mol. Rồi, bạn sẽ suy ngược lại số mol của glucose, 0,4 nhân 1 chia 2 là 0,2 mol. Rồi, tới đây nhé. Rồi. Vậy bắt đầu ta có thể tính cái khối lượng của glucose mà theo đề bài yêu cầu. Rồi. Thì khối lượng của C6H12O6 thì bằng số mol của nó là 0,2 này nhân cho M lớn của glucose là 180 nhân 180. Rồi chúng ta xem là bài toán nó có cho hiệu suất hay không. À, bài toán hiệu suất lên men này á, cái hiệu suất này cho có 80% thôi, H là 80%. Và chúng ta đang tính glucose là tính chất tham gia. Vậy khi tính chất tham gia các bạn phải nhân 100 mà chia hiệu suất nhé. Chất tham gia là phía trước mũi tên đó. Mình sẽ có 45 gram. Đáp án B nha. Rồi. Câu 128. Cũng là bài toán lên men glucose giống như trên. Có nghĩa là cụm từ là C6H12O6 này. Lên men để tạo ra CO2 và ancol ethylic C2H5OH. Rồi. Thì 36g glucose, M lớn của glucose là 180 này. Mà đề bài cho 36g glucose thì 36 chia 180. 360 chia 180 thì các bạn sẽ tính được là 2 mol. 2 mol glucose nhá. Rồi các bạn sẽ suy ra chỗ này. Thì cái số mol của CO2 sẽ là 4 mol. 4 mol. Như vậy chúng ta sẽ tính được. Sau đó dẫn cái CO2. Nhưng mà tuy nhiên thì cái hiệu suất phản ứng này
Hiệu suất phản ứng này để bàn thì cho bao nhiêu? Hiệu suất quá trình lên men này đạt 80%. 80%. 80% thôi. Như vậy là cái số mol của CO2 đó chúng ta sẽ phải thu được phải là 0,4 này, là cái số mol chúng ta tính được ở 4 xin lỗi các bạn. 4 ha. 4 mol đó. Mà vì hiệu suất đạt có 80% thôi, chúng ta nhân 80 ta chia 100 đang tính sản phẩm ha. Vậy là chúng ta chỉ có 3,2 mol CO2 được tạo thành thôi. Chỉ có 3,2 mol thôi. Và lượng CO2 này khi mà dẫn qua nước vôi trong, CO2 này dẫn qua nước vôi trong như là dẫn qua CaOH2 lần dư đó, và sẽ có được CaCO3 kết tổ này cộng với nước, thì số mol CO2 như ta tính lại là 3,2 đó, thì cái kết tổ tạo ra là 3,2 mol hay 3,2 mol. Vậy thì khối lượng kết tổ chúng ta sẽ tính được là bằng 3,2 là số mol này, M lớn của CaCO3 là 100. Đã, các bạn sẽ có được 320 gram. Nên đáp án cho là C. Rồi, câu 129. Đốt cháy mg hỗn hợp gồm có cellulose, tinh bột và glucose thì cần dùng 16,8 gram lít siêu oxy và thu được 16,2 gram nước. Thì gặp những cái bài toán mà đốt cháy carbohydrate như thế này ấy, thì các bạn sẽ có hai cái giải pháp nha, có hai giải pháp. Nhưng mà cái giải pháp mà nó đơn giản nhất là các bạn sẽ cố gắng như thế này. Rồi, chúng ta sẽ quy đổi cái m gam này này nhé, m gam cái hỗn hợp gồm các carbohydrate đó, gồm carbon hydro và oxy, carbon hydro và oxy nha, và đốt trong oxy này thì thu được CO2 và nước. Thì đây đề bài cho chúng ta hai cái dự kiện mol. Mol thứ nhất là mol của oxy, số mol oxy cần đốt cháy thì đề bài cho 16,8 lít này chia cho 22,4 khoảng cho 0,75 mol CO2 để chúng ta có CO2 oxy 0,75 mol, xin lỗi. Nước đề bài cho 16,2 gram thì số mol nước bằng 16,2 chia cho m lớn là 18 này, 16,2 chia 18 0,9 mol. Rồi, các bạn sẽ có 0,9 mol nước. Rồi, thì cái ý đầu tiên mà các bạn phải cố gắng nhớ cái công thức là số mol oxy cần đốt cháy nó luôn bằng số mol CO2 được tạo thành. Như vậy là số mol CO2 của chúng ta sẽ bằng số mol oxy luôn đấy, là 0,75. Đó, 0,75 mol. Đó, các bạn cố gắng nhớ công thức này nhá. Rồi, thì tại đây có thể là chúng ta có nhiều cách lắm, nhưng mà có lẽ là đơn giản nhất thì chúng ta nên bảo toàn về khối lượng đi để tính được m gam, đúng không? Bảo toàn về khối lượng này thì các bạn có m là khối lượng của hỗn hợp ban đầu cộng cho khối lượng oxy cần đốt cháy bằng khối lượng của CO2 và cộng cho khối lượng của nước được tạo thành. Bạn sẽ có tương đương ở đây khối lượng m, khối lượng oxy thì lấy số mol của nó là 0,75 nhân m lớn 32, khối lượng của CO2 là 0,75 nhân m lớn 44, còn khối lượng nước là 0,9 bạn nhân cho 18. Rồi, vậy các bạn sẽ suy được chỉ số m bằng bấm máy thôi nhá. Rồi các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án C. Và ở đây là công thức quan trọng nhất là các bạn sẽ nhớ này, cố gắng nhớ này, số mol oxy bằng số mol CO2 khi đốt cháy các carbohydrate nhé. Rồi, câu 130. 130. Câu 130 là làm uống gọn đó các bạn.
Đề bài yêu cầu là thủy phân mg một chất béo. Thì tuy nhiên là chất béo mình không có biết rõ chất béo là gì, thì các bạn cứ đặt công thức tổng quát của chất béo thôi, là RCO 3 lần C3H5 cho cộng với 3NaOH. Rồi thu được muối RCONa. Các bạn chú ý trong đề nó cho Na hay cho K nhá. Rồi thu được chất cố định là glycerol này. Rồi, thì ở đây đề bài cho cái gì? Đề bài cho số mol glycerol, cho khối lượng glycerol nào, ta bấm được số mol của glycerol này. Đề bài cho 9,2 gam glycerol đúng không? 9,2 gam. Bạn chia cho m lớn của glycerol là 92, có 0,1 mol này. Rồi, thay 0,1 mol đó vào cái phương trình. Các bạn có thể suy được cái NaOH này nè, có số mol là 0,03 0,3 mol ha. Rồi, chúng ta áp dụng định luật bảo toàn về khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Khối lượng của chất béo. Khối lượng chất béo này để bài cho m gam. M gam chất béo này. Còn khối lượng muối này á, đề bài đã cho muối là 91,8 gam. Bảo toàn khối lượng. Vậy M là khối lượng của chất béo, các bạn cộng cho khối lượng của NaOH là 0,3 mol này. M lớn NaOH là 40 nhân 40 là ra khối lượng bằng muối 91,8 cộng khối lượng glycerol. Thì bài cho 9,2 gam glycerol rồi. Đấy. Thì bạn sẽ tính được M. Quan trọng là bài này là từ số mol glycerol ha. Bạn nhân 3 lần được số mol của NaOH thôi. Vậy đó. Tám chín gam. Rồi, như vậy các bạn chọn đáp án B nhé. Ok, như vậy là chúng ta xong cái phần thông hiểu ha. Rồi, mức độ và vận dụng câu 131. Thì bài đó như này. Đốt 1 mol chất béo này thì CO2 và nước thì hơn kém nhau là 6 mol. Để bài nói như vậy. Vậy thì đây các bạn sẽ suy ra này. Suy ra khi ta đốt amon chất béo, thì đốt amon chất béo ha, thì CO2 và nước hơn kém nhau bao nhiêu? Và nước thì sẽ hơn kém nhau một cái lượng là, bạn cứ lấy tam suất thôi, bạn lấy A này nhân 6 này chia 1, A nhân 6 chia 1 ha. Như vậy để sẽ hơn kém nhau là 6A mol. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ tam suất như vậy. Rồi sau đó các bạn sẽ phải áp dụng một cái công thức như thế này. Một cái công thức như sau. Đó là khi đốt cháy một chất béo á, thì nếu chúng ta lấy số mol của CO2 này, chúng ta trừ số mol nước nha. Bạn áp dụng công thức như vậy, nó sẽ bằng 2 lần số mol của cái chất béo đó. Bằng 2 lần số mol chất béo cộng với số mol của brom. Rồi, là các bạn sẽ áp dụng công thức như vậy. Và chúng ta sẽ thế vào tương đương ha. Thì cái chỗ này nè, là CO2 và nước hơn kém nhau 6A. Các bạn nhớ là CO2 luôn lớn hơn nước nhé. Đó, là chỗ này là 6A này. Thì bằng 2 lần số mol chất béo. Thì 2 lần số mol chất béo này là số mol chất béo cũng là trừ A luôn. Tại vì ta đốt A mol chất béo mà. Còn số mol brom của chúng ta thay vào. Đề bài cho 600 ml dung dịch Br2 0,1 m. Thì số mol brom các bạn dễ dàng tính được là 0,06 mol ha. 600 ml đổi ra lít là 0,6 lít, 0,6 nhân 0,1 là 0,06. Từ đây các bạn sẽ chuyển vế qua, các bạn sẽ bấm được A bằng 0,015. Đó, như vậy các bạn sẽ trả đáp án có thể là câu B này. Đó, áp dụng công thức này thôi, mình sẽ đơn giản. Đó, đáng nhớ công thức này các bạn nha. Rồi, đấy, chúng ta xong. Xong câu số 131. Rồi, đến câu 132 này thì chúng ta cũng sẽ phải áp dụng công thức này đó các bạn.
có 132. Thì đề bài nói là đốt hoàn toàn amon một chất bao ít thì thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol nước. Mặt khác, cùng amon chất béo đó tác dụng tối đa với nước brom là 0,05 mol. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng công thức là nếu lấy số mol CO2 này ta trừ đi số mol nước nha. Thì nó sẽ bằng này 2 lần số mol của chất béo nha cộng với số mol của brom. Rồi, các bạn sẽ có tương đương ở đây. Thay vào số mol CO2 1,375 trừ cho nước 1,275 thì nó sẽ bằng này, 2 lần số mol chất béo là 2 lần của chữ A cộng với số mol brom đề bài cho là 0,05. Rồi, và sẽ tính được chữ A mol chất béo bằng này. Bấm máy ha. Mol. Rồi. Sau đó, bây giờ đi tính khối lượng m gam. Rồi, đó là bước thứ nhất nha. Đây là bước thứ nhất các bạn phải áp dụng công thức này. Rồi, đến bước thứ hai này. Bước thứ hai. Thì các bạn hiểu chất béo là gì? Chất béo là R CO 3 lần C3H5. C3H5 nha. Khi đốt trong oxy này, đốt trong oxy thì các bạn sẽ có được cái số mol của CO2 đề bài cho là 1,375 nước này là 1,275. Rồi. Cái số mol chất béo này chúng ta vừa tính được là 0,025. Rồi. Thì ở bước này chúng ta phải tính được cái khối lượng của chất béo nha các bạn. Chất béo này. Vậy nếu chất béo ta hiểu nó là gồm có ba nguyên tố là carbon, hydro và oxy thì cái carbon này này nó có luôn bằng đúng số mol của CO2 là 1,375. Nhớ nhá, carbon là bằng số mol CO2 là 1,375 mol. Còn cái H này này thì các bạn lấy cái nước này bạn nhân 2 lần này sẽ ra số mol hydro 1,275 nhân 2 là 2,55 gram, 2,55 mol. Rồi, còn cái oxy này á, thì vì là trong chất béo của các bạn đấy ha, trong chất béo của các bạn có oxy ở đây này, và nhân 3 lần, nghĩa là trong chất béo luôn có 6 oxy, đó, có 6 oxy. Như vậy là số mol của oxy á, các bạn lấy số mol của chất béo là 0,025 này, nhân cho 6. không phẩy mười lăm mol. Rồi, thì khi đó các bạn sẽ tính khối lượng của chất béo ha, khối lượng của chất béo này thì bằng ba nguyên tố là carbon, hydro, khối lượng của ba nguyên tố các bạn cộng lại, bạn sẽ thay số nha, 1,375 là số mol của CO2 nhân cho 12, hydro là 2,55 nhưng mà lớn là 1 thì khỏi nhân, cộng cho oxy là 0,15 các bạn nhân cho 16, oxy là 16 nha, bấm bằng này. Hai mươi mốt phẩy bốn mươi lăm gram là khối lượng của chất béo. Rồi, chúng ta đã tính xong khối lượng của chất béo. Thế bây giờ cái bước cuối cùng là mang chất béo để tác dụng với NaOH để thu được muối. Chất béo là RCOO này, 3 lần C3H5, một chất béo bất kỳ đó, thì cộng được với 3 NaOH và sẽ thu được muối là RCNA. Rồi, và thu được cái chất cố định là glycerol là C3H5OH 3 lần. Rồi. Thì số mol của chất béo là 0,025 các bạn thấy vào đây. Và sẽ suy được số mol của NaOH bằng cách nhân 3 lần 0,075. Số mol glycerol bằng số mol của chất béo là 0,025. Rồi, cái khối lượng của chất béo đây chúng ta đã vừa tìm xong là 21,45 gram rồi. Đó, vậy thì các bạn chỉ có bảo toàn khối lượng thôi. Chúng ta sẽ có như sau này. Khối lượng của chất béo
cộng khối lượng của NaOH bằng khối lượng của muối, muối là RCNA đó, và cộng cho khối lượng của glycerol. Rồi, glycerol là C3H5OH3 lần. Thì tương đương nếu bạn thay vào này, 21,45 là khối lượng của chất béo cộng NaOH là 0,075 nhân 40 bằng khối lượng muối và cộng cho khối lượng glycerol là 0,025 nhân M lớn của glycerol là 92. Rồi, thì từ đó các bạn sẽ suy được cái khối lượng của muối bằng này. hai mươi hai phẩy mười lăm gram đó, các bạn chọn đáp án là câu D nha. Rồi, câu 133 thì đề bài cho hai este này là đồng phân của nhau, có nghĩa là cái cùng công thức phân tử nó giống nhau nhưng mà công thức cấu tạo thì khác nhau, đúng không? Do đó thì chúng ta sẽ đặt cái công thức cho hai este là R này, COOR phẩy, đã đặt bên gốc và gốc là gốc trung bình cộng với NaOH. Bạn sẽ thu được hai muối. Muối, hai muối đã đặt chung là một muối là R trung bình CNA. Hai ancol được đặt là R trung bình, R phải trung bình OH. Rồi. Nếu ta áp dụng định luật bảo toàn về khối lượng. Định luật bảo toàn về khối lượng thì ta có khối lượng của este này. Bạn cộng cho khối lượng của NaOH thì nó sẽ bằng khối lượng của muối cộng cho khối lượng của ancol. Đó. Thì đây đây là tương đương thay vào nha. Khối lượng este để bài cho là 11,1 gram. Khối lượng NaOH chúng ta chưa có. Rồi. Khối lượng muối của chúng ta là 11,08 gram. Khối lượng ancol là 5,56. Rồi thì từ đó chúng ta sẽ bấm được cái khối lượng của NaOH này. Bấm ra, chuyển vết. Là 5,2 gram. 5,2 gram. Thì từ đó các bạn sẽ suy được cái số mol của NaOH. Đó, bằng cách là lấy 5,2 gram này chia cho M lớn NaOH là 40. Chia cho 40. 0,13. 0,13 mol. Đó, thì các bạn thao tác máy rất nhanh để suy được số mol của NaOH là 0,13 nha. Rồi thay vào cái phương trình này. Đó, thì các bạn sẽ suy được cái mol của cái este này là 0,13. Vậy thì M lớn của este sẽ bằng khối lượng là 11,44, bạn chia cho số mol 0,13. Đó. 88. Thì M lớn este là 88, nghĩa là công thức là C4H8O2 rồi. Đấy, chúng ta có công thức tổng là C4H8O2, công thức cả hai este này đều là C4H8O2. Rồi bước cuối cùng, để bài cho hai ancol liên tiếp. Đấy, chúng ta sẽ suy được cái ancol này là 0,13 mol này. Rồi, như vậy là M trung bình của ancol, tức là hai ancol nhé các bạn. Và khối lượng của ancol là 5,56, bạn chia cho số mol là 0,13 bằng. Nó có thể lẻ các bạn nhé. Nó có thể lẻ, kệ nó. Nó sẽ ra là 42,76 gì đó. Và suy ra vậy hai ancol liên tiếp, hai ancol liên tiếp là hơn kéo nhau một nhóm CH2, thì hai ancol liên tiếp này sẽ là CH3OH này, vì M lớn là 32. Còn ancol tiếp theo sẽ là C2H5OH, M lớn là 46. Vì là cái 42,76 thì nằm ở khoảng giữa cái 32 và 46 nha các bạn. Vậy suy ra hai este của chúng ta sẽ phải là, bây giờ để tạo ra cái ancol là CH3OH thì bắt buộc cái este của chúng ta phải là CH3COCH3. Đây, COCH3 thì có gốc CH3 phía sau này, nó mới tạo ra cái ancol là CH3OH. Vậy thì cái thành phần phía trước đó là gì? Thì công thức tổng của chúng ta là C4H8 rồi. Bạn lấy C4H8 bạn trừ đi thì cái này sẽ còn là gốc C2H5. Tương tự như vậy, chúng ta muốn tạo ra cái ancol là C2H5. Tạo ancol là CH5 thì cái
ST này phải có cái đuôi là CH5 đó, cái CH5 này nó mới tạo ra anco là CH4H được. Vậy chúng ta lấy công thức tổng là C4H8O2 này trừ đi cái đã có thì chúng ta sẽ có đây là CH3. Vậy đáp án câu này là các bạn sẽ chọn đáp án là câu A nhá, đó, câu 133. Một trăm ba mươi bốn lại là một câu về chất béo, thì đề bài cũng nói là đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 có oxy và thu được CO2 và nước. Thì ở đây là khi mà thủy phân một chất béo thu được glycerol, thì thủy phân một chất béo là C3H5, nó có thành phần cố định là như thế này, là phải cố định rồi đó, COO. Mà đề bài nói là khi mà cho cộng với NaOH thì chúng ta thu được các sản phẩm là, tất nhiên là sản phẩm cố định sẽ luôn là glycerol khi cộng với NaOH này. Chúng ta thu được các cái mối là natri stearat, có nghĩa là C17H35, các bạn thuộc bài nhá, CNA, và mối natri oleat, oleat là C17H33. Như vậy là các cái mối của chúng ta đều là C17 hết nha các bạn. Các cái mối bạn để ý đây, các cái mối đều là C17. C17, C17 gì đó. Như vậy là cái chất béo ban đầu của chúng ta sẽ phải chứa các cái gốc như là C15H35, C7H35 này, rồi C17H33 này. Còn ở dưới gốc dưới này thì nó có thể là C17H gì đó, chúng ta chưa kiểm soát được. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ phát hiện là tất cả các gốc đều là C17 nha. Các bạn phải phát hiện được tất cả các gốc ở câu 134 đều là C17 hết. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu là về công thức của ST này, chất béo này sẽ là C57 cộng hết H gì đó thì chúng ta không kiểm soát được, bây giờ đặt là HI đi. Tại sao phải là C57? Tại vì C17 này cộng 1 là 18, nhân 3 lần như vậy là 54, cộng thêm 3C chỗ này nữa là 57 nhá. Còn chất béo đây là O6. Rồi, khi phát hiện được điều đó thì chúng ta đổ trong oxy này, chúng ta được thu được CO2 và nước. Thì cái số mol CO2 đề bài cho, đề bài đã cho số mol CO2 này là 2,28 mol. Rồi, các bạn đặt A là số mol của cái chất béo này. Chất béo này. À không, đặt chữ khác đi, chữ A nó chung với số mol brom. Đặt chữ X đi. X. Vậy thì chúng ta chỉ cần bảo toàn nguyên tố carbon này, thì các bạn sẽ có là 57 carbon nhân cho X mol bằng số carbon trong CO2 là 2,28. Bấm là X bằng này. Không phải 04. Rồi, chúng ta có số mol oxy, oxy đề bài cho là 3,22 mol. Đặt cho số mol của nước là B mol đi, B mol. Thế đây các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố oxy, chúng ta sẽ có này x nhân cho 6, mà x là 0,04 nhân cho 6 oxy cộng cho oxy cần đốt cháy là 3,22 nhân 2 bằng oxy trong CO2 là 2,28 nhân 2 oxy trong nước là B nhân 1. Từ đó các bạn sẽ tính được B bằng nha. B bằng 2,12 mol. Vậy chúng ta đã có nước là 2,12 mol. Rồi, bước cuối cùng bạn lại áp dụng là biểu thức là nếu lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước thì nó sẽ bằng là hai lần số mol của chất béo, là công thức ở trên ha, cộng với số mol của nước brom. Rồi, đây là thì thay thôi, bạn thay vào này. CO2 là 2,28, nước là 2,12, hai lần số mol chất béo là hai lần của 0,04 và cộng cho số mol brom là chữ A, để bài đặt chữ A mà. Thì từ đó các bạn sẽ suy được chữ A bằng này. Không phải 08, không phải 08 mol. Rồi các bạn sẽ cho đáp án là câu C nha. Rồi, đó là xong phần vận dụng. Rồi ta bắt đầu qua phần tự luận. Câu 135 là hoàn thành các phương trình sau. Ở phương trình A
thì yêu cầu các bạn là viết phải thủy phân ester HCOOCH3 trong môi trường axit, có nghĩa là cộng nước các bạn, cộng nước thì nhớ là ester cộng nước thì các bạn ghi thủy mũi tên hai chiều nha. Môi trường axit thì các bạn ghi là H cộng, thì các bạn sẽ cắt cái liên kết sát O này này. Đó, thì các bạn sẽ thu được là HCOOH, thu được axit. Còn bên này là CH3 thì các bạn gắn OH vào. Rồi. Tương tự cũng là ester này nhưng mà thủy phân trong môi trường 3 giờ. À, thì các bạn sẽ lấy ester này, HCOCH3 này ha. Trong môi trường 3 giờ, ví dụ như là NaOH thì các bạn ghi cộng trực tiếp với NaOH luôn. Mũi tên đánh một chiều và ghi tây độ. Các bạn sẽ thu được mũi là HCONA này. Và cộng với ancol là CH3OH. Rồi, ok. Tiếp theo, cũng ở câu A là cho chất béo. Chất béo nào cũng được nha, C17H33 COO 3 lần C3H5. À, thủy phân trong môi trường axit là bạn cộng nước, cũng là cộng nước nè. Axit cộng nước. Bởi vì nó là 3 lần nên là cộng 3 nước. Đó, mũi tên là hai chiều, xúc tác axit. Các bạn sẽ thu được cái axit tương ứng là C17H33 này, COOH, và vì nó có 3 lần đúng không, nó cân bằng 3 lần. Và với chất béo thì sản phẩm cố định luôn là glycerol C3H5OH 3 lần. Rồi, cũng là chất béo này, các bạn cho thủy phân trong môi trường 3 giờ. Nên là lấy C17H33 này, COO 3 lần C3H5. Trường 3 giờ là bạn cộng với NaOH. Và vì nó là ester 3 chức nên cộng với 3 NaOH. Nhớ tế độ lên. Và sẽ thu được mũi là C17H33 COONA này. Và cộng với chất cố định cũng là glycerol. NaOH 3 lần. Đấy, chúng ta xong câu A nha. Rồi, ở câu B. Yêu cầu là chuyển hóa triolin thành tristearin. Thì các bạn phải biết triolin là C17H33 CO 3 lần C3H5. Thì trong cái gốc triolin, gốc C7H33 này đó, là nó có một cái nối đôi. Các bạn, gốc C7H33 nó có một nối đôi thì nó cộng được với hydro. Và giao chúng ta 3 lần nên nó cộng với 3H2. Trên mũi tên các bạn ghi là niken, tây độ. Thì cái gốc C7H33 đó sẽ biến thành gốc C7H35, biến thành gốc no. Rồi, cái này là các bạn ghi là triolein, là trạng thái lỏng, chất béo trạng thái lỏng ha. Còn bên đây là tristearin, là chất béo trạng thái rắn. Rồi, các bạn ghi như thế. Rồi, không câu B. Câu C. Lên men glucose. Glucose công thức là C6H12O6. À, đây là glu. À, các bạn sẽ ghi là phương trình là lên men. Có xúc tác là enzyme tây độ thì sẽ thu được CO2 và ancol ethylic. Đây là những cái phương trình quen thôi. Rồi. Chúng ta qua câu D. Chuyển hóa glucose và fructose thành sorbitol. Thì ở đây có hai dạng, các bạn có thể ghi hai dạng đơn giản thôi. Đó là C6H12O6. Nếu ghi dạng cấu tạo thì nó hơi khó một chút. Bạn cộng hydro này. Cũng đi ken đun nóng luôn ha. Và tôi được là C6H14O6. Rồi, bạn ghi vậy. Câu E. Cho các amin tác dụng với HCl. Thì đầu tiên là CH3NH2 này. Các bạn cho cộng với HCl. Thì HCl sẽ cộng vào cái nitơ này ha. Và thu được là CH3 này. Bạn ghép một hydro vào thành NH3 và clo bạn ghép vào luôn. Đó. Cái amin nào các bạn cũng ghi như vậy hết. C2H5 NH2 ethylamin ha, cộng HCl tương tự như vậy. Chúng ta sẽ ghép lại C2H5 NH2 thì biến thành NH3. Các bạn ghép clo vào. Cuối cùng là C6H5NH2 anilin ha. Anilin cộng HCl.
thu được là C6H5 NH3 Cl. Rồi. Bây giờ là câu F. Anilin cộng với nước brom. Thì anilin cộng với nước brom thì các bạn có thể ghi dạng công thức phân tử cũng được. Hoặc là ghi cấu tạo như này nè, cho chắc này, tự luận. NH2, ở đây là anilin cộng với 3BR2. Đó, thì khi phản ứng như thế này, bạn sẽ thu được NH2 ở đây. Brom gắn vào 3 vị trí 2, 4, 6. Gắn vào đây. Gắn vào đây. Rồi cộng với 3HBr. Kết tủa màu trắng. Còn nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn với cái phương trình này quá thì các bạn có thể ghi là C6H5 NH2 cộng với 3BR2. Các bạn sẽ thu được là C6H2 mất 3 hydro nha. BR3 NH2 rồi cộng với 3HBr cũng được. Rồi. Câu G là thủy phân saccharose hoặc tinh bột trong môi trường axit. Saccharose công thức là C12H22O11. Saccharose. Rồi cộng với nước. Nhớ là thủy phân trong môi trường axit H cộng. Thì thu được hai chất. C6H12O6 là gluco và cộng với C6H12O6 là fructo. Đấy. Tương tự thế với tinh bột. Tinh bột thì công thức sẽ là C6H10O5 N lần. À, đây là tinh bột đúng không ạ? Thì cộng với nước, cộng với N nước. Trong xúc tác cùng axit thì các bạn sẽ thu được N lần C6H12O6 là glucose nha. Và đó là câu G. Câu H. Cho glycine lần lượt tác dụng với HCl và NaOH. Glycine công thức là H2N CH2 COOH. Khi mà cộng với HCl thì HCl nó chỉ cộng vào cái nhóm NH2 này. Các bạn sẽ ghi lại là CL này, H3. Là các bạn nhập cái phân tử HCl vào đấy. Còn cái này là nó giữ nguyên. Rồi. Còn nếu các bạn cũng cho là glycine này H2NCH2COOH mà tác dụng với NaOH ấy, thì cái NaOH sẽ cộng với nhóm chất axit này này, bạn sẽ thu được H2N giữ nguyên, CH2 giữ nguyên. Còn cái nhóm COOH là biến thành nhóm CONa và cộng với nước. Đó, như vậy chúng ta xong cái phần tự luận câu 135 nha. Rồi câu 136 là phần nhận biết. Thì đề bài yêu cầu nhận biết gì đây? Ở câu A là ancol, nhận biết ancol này, acid, một cái acid, rồi một cái amin. À, thì cái này đơn giản các bạn, mình dùng quỳ tím là được. Quỳ tím thì ancol là sẽ không có hiện tượng gì hết, không hiện tượng. Acid thì sẽ hóa đỏ quỳ tím. Acid thì hóa đỏ quỳ tím. Rồi acid hóa đỏ này. Còn amin á, amin methylamin này sẽ hóa xanh quỳ tím. Đấy. Câu A này dùng quỳ tím thôi, đơn giản, rất dễ. Rồi, và câu B, người ta cho gì nào? Glucose. Cho glucose này. Cho fructose luôn. Vì chắc chắn là phải xài nước brom rồi để phân biệt glucose và fructose. Hồ tinh bột. Có hồ tinh bột là chắc chắn mình phải xài iốt ở I2 rồi đấy. Lòng trắng trứng. Có lòng trắng trứng thì chắc chắn là phải xài đồng hydroxit rồi các bạn. Đó. Thì đây lần lượt chúng ta có thể xài, nói chung là xài
Rồi. Ở đây đầu tiên là nếu như ta thải iốt trước đi, I2 để nhận biết tinh bột trước này, thì glucose là không hiện tượng, fructose cũng không hiện tượng luôn. Còn với hồ tinh bột á, thì biến thành dung dịch có màu xanh tím nha các bạn. Iốt phản ứng với màu tinh bột để ra màu xanh tím. Còn lòng trắng trứng cũng không hiện tượng luôn. Rồi tiếp theo thì các bạn xài nước brom, nước brom. Bạn kể các bạn vậy đó, nước brom ha. Thì glucose làm mất màu, glucose làm mất màu nước brom này. Fructose thì không hiện tượng, cái này biết rồi, ta nhớ chéo. Lòng trắng trứng cũng không hiện tượng luôn, không hiện tượng luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ đồng hydroxit COOH 2 lần này, thì glucose mình biết rồi, đánh dấu chéo nha. Fructose là fructose tác dụng với đồng hydroxit được cho dung dịch màu xanh lam. Hồ tinh bột mình biết rồi, đánh dấu chéo đi. Lòng trắng trứng thì cho dung dịch màu tím đặc trưng, gọi là phấn màu Biore. À, như vậy chúng ta dùng, chúng ta đã nhận biết xong câu B ha. Ở câu C này, đề bài cho gì đây? Đề bài cho chúng ta một cái amin là metinamin. Rồi cho chúng ta một amin nữa đó là anilin. Các bạn nhớ là C6H5NH2 là anilin, có tính bao giờ rất yếu là không hóa xanh, không 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 đồng màu được vì tím nha. Rồi chất cuối cùng ở đây là cho đây rồi. Rồi thì đầu tiên là các bạn cũng xài quỳ tím trước đi nhá, quỳ tím cho nó đơn giản. Thì cái ông metinamin này thì sẽ hóa xanh quỳ tím, còn anilin có tính bao giờ rất yếu do đó không hiện tượng. Đây là một amino acid mà có nhóm NH2 bằng số nhóm COH, do đó cũng không đổi màu quỳ tím luôn, nó cũng không hiện tượng. Như vậy qua lượt bỏ thứ nhất quỳ tím thì ta biết được metinamin thôi. Rồi tiếp theo thì với anilin thì nó có cái phản ứng rất là đặc trưng, đó là phản ứng với nước brom. Các bạn bỏ nước brom vào này, cái phản ứng vừa ghi ở trên đó, cái này biết rồi. Ông này sẽ tạo kết tủa trắng ở cái phương trình tự luận ở câu 135 ta vừa ghi xong đó, còn ông này cũng là không hiện tượng đấy. Vậy là ông ta đã nhận biết xong các câu 136 nha. Rồi chúc các bạn ôn tập thì tốt.